mình bị kẹt dưới một lớp song trùng, mà mình là đứa con người duy nhất trong cái lớp song trùng này. Một lớp song trùng này sẽ cho ra những sức mạnh vô cùng đáng sợ cho những người song trùng. Liệu mình có thể sống sót không? Thì là con người duy nhất trên một lớp song trùng. Ôi trời ơi, lại là một lớp gì nữa đây gì đây? That's not my neighbor. Ủa, như đây là một lớp song trùng nè. Có chân ở chứ. À, đi vậy. Ôi, quay nó ra. Ây da, đau quá, chạy, chạy quay nó nữa. Ây da. Hình quá có một người à. Ủa, gì, nghe tiếng gì nữa. Trời ơi, nó ra. Trời ơi, đau quá, thôi tôi coi mọi người. Bây giờ chúng ta hãy đập thử cái lớp này ở nào. Ok, để mình đập nè. Ôi trời. Ủa, ý, mọi người. Ôi trời, sao mọi người mặc lỗ nhiều vậy? Tôi bị biến thành song trùng rồi. Ồ, nếu vậy thì tôi cũng đã ca song trùng vậy. Ủa sao tôi không có gì hết trơn vậy? Trời chắc nhìn khác người quá à. Tự nhiên nói tôi bất thường, tính ra tôi là người bình thường luôn, nhìn nhất luôn đó. Tính ra mấy người có cái lỗ trên mặt luôn kìa. Cái gì nói gì cho hả? Cái gì vậy? Ai, cái gì vậy? Nhưng mà chúng ta có thể hợp tác với nhau mà. Được rồi, tôi sẽ tạm thời đình chiến. Được rồi, thôi mất. Từ từ, chúng ta có một cái thanh gì kìa. Và như càng ngày chúng ta càng đập lót á, thì cái thanh nó sẽ càng ngày được tăng lên. Và như chúng ta đã tới với thử thách đầu tiên rồi kìa. Wow, hiếu kì vậy. Từ từ, sao có cái tượng song trùng của tôi vậy? Nhưng mà tôi sao có biết là song trùng. Có khả năng nếu tôi đi vào đó thì tôi sẽ được sức mạnh song trùng á. Ok, mọi người ơi, đừng lót đi. Đây nè. Ok, cảm ơn nha. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi thôi nào. Được rồi, bắt đầu đập block, chúng ta đi lên thôi nào. Đó, không gì có thể cản trở được mình hết. Được rồi, chúng ta sắp tới cái miệng của nó rồi kìa. Ủa kìa. Ây da, da. Hình như có mấy ông diện song trùng đứng trên kia bảo vệ cái tượng kìa. Ôi không, Jack ơi, thì chúng đó có thể tiêu diệt tụi tôi đó. Không sao đâu, bây giờ chúng ta cứ đập block kìa. Có thể chúng ta sẽ được một cái gì đó mới. Kìa, nhanh lên nào, có cái gì đó. Ôi, cái gì đây? Một cái tấm khiên. Ủa, mà có cái ký hiệu song trùng của nó nè. Được rồi, cái tấm khiên này mình sẽ không sợ nó bắn vào đâu. Đó, đó. Mọi người bắn gì đó, không phải cái tấm chung vô. Trời ơi, cái khiên mình đã hết trơn rồi. Ui, hình như hắn đã tản rồi kìa. Ok, như lúc này chúng ta hãy làm cái đường nè. Ok, được rồi. Rồi, mọi người ơi, chúng ta đi thôi nào. Nhanh lên, đi lên nào, đi vô nào, đi vô nào, đi vô nào. Rồi, wow, ui, ý da. Hình như đây là đâu vậy? Hình như chúng ta đang ở bên trong cái bụng của sắc viên song trùng đó. Thì chúng ta phải tìm cái tượng ta bên trong. Chơi gì vậy? Hình như có cây tôm mắt gì đây. Ôi, cái đang tấn công tôi. Trời ơi, không, không. Ok, khiên á, khiên á. Da, đau, đau. Bây giờ tụi bay dùng cái khiên để đỡ cho con này đánh tao vậy. Ôi, ôi, ôi. Huy nốt chiếc vào mọi người. Yeah. Kìa, hay quá đi. Ủa, sao là gì con chỉ hả? Ây, da, trời. Cái tượng nó ối rồi kìa. Và bây giờ nó sẽ bum. Nó biến mất luôn rồi. Da, chúng ta đã thành công rồi đó. Ôi, một lớp được nâng cấp hả? Ui, trời ơi, nhìn kìa. Cái một lớp bây giờ nó trở thành cái này. Trời ơi, cái mắt nó còn di chuyển là ghê quá. Đúng là cái một lớp song trùng mà. Được rồi, để tôi thử đập cái này coi nào. Trời chà. Mắc cười quá trời. Đừng còn là một cái đầu cơ vậy. Ôi, cái gì vậy trời? Ây da trời. Ôi, cái gì vậy? Chị Nabi. Ôi, tôi ghê. Ôi, ghê. Ôi, cái gì vậy trời? Sao ai cũng lại có sức mạnh song trùng leo leo. Trời ơi, được hả? Yên hả? Nhưng mà tôi vẫn là con người hả trời. Để coi bây giờ chúng ta có đập lót đi. Bởi vì chúng ta sắp tới thử thách thứ hai rồi kìa. Ui, ôi, chỗ này là chỗ nào vậy? Sao mà ba người đây? Ủa, chỗ này thế? Ui, hình như có người kiểm duyệt song trùng kìa. Mời người tiếp theo. Ủa, cái này chắc đơn giản à. Ok, tôi đi trước à. Hello. Được rồi, hãy xây một vòng để tôi kiểm tra coi bạn có phải là song trùng không. Được coi như thế này à. Đó rồi, không có vấn đề gì đúng không? Được rồi, an toàn. Ô, cảm ơn. Trời ơi, có vẻ đơn giản vậy, còn tụi tôi thì sao? Ui, được rồi, để tôi cho tụi coi cái lớp ngụy trang này rất là phù hợp cho mày cha. Rồi, này ok nè. Ok, được rồi, bây giờ lên đây chính cha, tôi dẫn bạn của tôi tới nè. Hãy nhô, hãy nhô. Chắc là ổn đó, không có thể qua. Ok, được rồi, đi xuống thôi nào. Ây da, đau quá à. Trời ơi, lớp ngụy trang bị mất tiêu rồi kìa. Báo động đó, báo động đó. Ôi không. Được rồi, lên đây đập nè, đó, 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 nhào vô. Ok, đánh nhau, đánh nhau. Ôi trời ơi, chị Nabi đi rồi. Không tôi ra kìa. Hãy thành công rồi. Vậy chúng ta hoàn thành thử rồi. Wow, quá tuyệt vời. Ui, một lớp được nâng cấp hả? Ôi trời ơi, giờ một lớp xong rồi nó nhìn càng đáng sợ hơn. Vậy trời ơi, trời ơi. Được rồi, tôi đập nào, không biết lần này tôi có được sức mạnh xong trùng không nữa. Quá trời. Ok vậy. Wow, nhìn tụi tôi nè. Trời ơi, tôi ra có
và hủy nút vào bên vai còn lại rồi. Ba người kết hợp lại là một con rồi. Còn tôi thì vẫn như vậy á trời. Được rồi, giờ xây nhà thôi. Ok, xây nhà tới nào. Không, ông đi chỗ khác, ông là con người mà. Tụi tôi xong chồng tôi xây riêng. Ơ cái gì vậy trời? Rồi luôn bên kia nó xây một cái nhà, còn tôi có một phòng bên đây. Trời ơi, không lẽ tôi phải xây cái nhà bằng đất cho mình á? Ờ nhưng mà không sao các bạn ơi, nhìn kia, chuẩn bị cái thanh tiến độ đó, chuẩn bị tới thử thách tiếp theo rồi đó. Ui, cái gì? Hả, tạc xong chồng ra thử thách tiếp theo hả? Trời ơi, tố kìa. Căn nhà của mình ở trước nó có nguyên cái tàu kia. Được rồi, sẽ dùng nguyên cái súng này để mà ta đánh nhau. Ok, hình như chuyện nó tới rồi. Ok, tôi phải bảo vệ nhà em được. Đây nè, hãy cha, hãy cha. Ok, ồ, trời trời, khó quá, khó quá. Ok, ui, trúng một cái kìa. Rồi, cái con tàu lại luôn, yeah. Ừ, hay quá, mấy cái tàu nó đi mất tiêu. Ôi, trời ơi, tàu gà, huy nông kia, chị nào bị mấy con kia, bắt con con kia. Ờ, họ bị nhốt ở trên đó rồi, chết rồi. Vậy mình phải đấm nguyên cái thuyền này mới được. Được rồi, bơi lại gần và bắn cái này. Trời, nguyên cái tàu nó bị đấm mà kìa bà. Ôi, tôi kìa kìa. Ôi, con 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 con. Ê, dạ đạo. Cảm ơn rất nhiều nghe. Không có chị. Được rồi, bây giờ chắc là lần cuối cùng á, chúng ta sẽ tập cái là mong tôi biến anh sống trong này. Hả? Chà. Ôi, hình như có chuyện gì xảy ra. Wow. Ủa, có chuyện xảy ra không? Ủa, kìa. Ôi, cái gì vậy? Sao mang sắc sống trong ở đây nó vậy? Ôi, cùng ta cũng đã được chạy thoát rồi hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mình vay qua đó mới được. Trời ơi, trời, sao mình như là đi là trời cho mình sức mạnh sông trùng á, nhưng không phải thứ mình nghĩ. Ok, giờ chúng mình nè. Ây da, được rồi. Ui trời, như là đánh lộn nè. Ok, 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 trời ơi, giờ tôi không có sức mạnh sông trùng thì sao? Một người thường như tôi có làm được gì ta? Đây là phòng thí nghiệm không? Chắc tôi phải tìm được cái gì đó ở đây nè. Được rồi, được rồi, được rồi. Ủa, có cái gương gì nè. Ui, súng tiêu diệt sông trùng. Đây là thứ mình cần. Nhưng mà mình thật phải là cẩn thận trong tay bắn chúng tôi gà như những khác. Ok, ok, được rồi, nhắm nè, nhắm nè. Trời ơi, trời khó nhắm quá. Tô gà chuẩn bị đánh gà nha, tô gà. Ok. Được rồi, tô gà đánh gà nè. Được rồi, hãy chá. Đúng rồi, thành công rồi, yeah. Đúng, sắp biên xong trong tay bị tiêu diệt. Trời, thấy chưa, tôi mặc dù là người thường nhưng mà tôi vẫn giúp được mọi người đó. Được rồi, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm ông nha. Thầy không sao đâu, ok các bạn ơi. Đó là thử thách một mình người thường sống trong một cái một lớp sống trùng đó. Nhưng mà trước kia mình cũng từng làm thử thách xây tự sống trùng con trai đấu với con gái rồi. Các bạn hãy nhấn vào video này để xem nha. Vậy bye bye. Bye bye.